quay để mang đến chúng ta những điều mới mẻ đến với chúng ta những điều chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với những con chào các bộ các mẹ, chào các cầu vồn mạng, mưa các bộ các mẹ, các cầu vồn mạng, đều ngỏ chương trình truyền hình sưởng mưa của Đa Cát Thành Phương truyền hình tiếng Hòa Bình, phát lên kênh VTV Tăng, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa các bộ các mẹ, thưa các cầu vồn mạng, là quyết định số 7 chỉnh khẩu ngày 19 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về ban hành quy định điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình, hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thẩm định đến mô hình điển hình tiên tiến lên quê hương tỉnh. Cơ thể lựa chọn tân điển hình thực sự tiêu biểu có sự lan tỏa cùng khả năng nhân rộng lên quê hương tỉnh. Đối trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận nội dung án ghi nhận trong phần đầu chương trình ngày hôm nay. Tôi đã từng đau đớn biết bao về những lầm tưởng về những thứ đắt tiền thì sẽ thực sự mang lại sức khỏe, lầm tưởng về những kiến thức truyền tai bởi anh em bạn bè mà chưa thật sự tìm hiểu cặn kẽ, lầm tưởng về một loại thần dược có thể chữa trị bách bệnh mà không nghĩ đến những hiểm họa có thể xảy ra. Bây giờ chính tôi và những người tôi yêu thương nhất phải gánh chịu hậu quả bởi thứ tưởng là thần dược đến từ loài động vật tê giác. Bây giờ là 19 giờ. Chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay, chủ nhật ngày 10 tháng 1 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.